Nếu ai yêu tốc độ, yêu công nghệ, yêu sự phá cách, chắc chắn sẽ không thể không tìm đến các dòng xe phân khối lớn của Harley Davidson. Mà tìm đến Harley là tìm kiếm cảm xúc và cá tính rất riêng của mỗi người ẩn trong từng chi tiết thiết kế của chiếc xe. Sự an toàn của xe nằm ở tính phối hợp giữa các thành viên trong đoàn xe, có khi lên tới hàng trăm chiếc, đã tạo nên một chất rất riêng mà chỉ có ở hội chơi xe Harley. Là dân chơi xe thứ thiệt, nhưng hàng chục năm nay, tình yêu và sự đam mê chính về xe cộ của anh Nguyễn Tiến Dũng lại dành cho xe phân khối lớn. Sở hữu đến 16 chiếc phân khối lớn, nhưng chiếc anh thích nhất là Harley Davidson Touring Road King, hay còn được gọi là ông vua đường phố. Harley Davidson bán xe thường để cho khách hàng đổ lại. Song điều đặc biệt ở chiếc xe này chính là chiếc xe độ do chính hãng thực hiện. Con Road King này nó mang một cái âm hưởng truyền thống rất là đặc trưng của Harley. Chính vì vậy mà vừa độ sao cho vẫn duy trì, giữ lại được cái tính truyền thống đó, nhưng lại đưa vào đó cái thần, cái phong cách nó mới, nó cá tính, mà hai cái đó nó không phá nhau. Hầu hết các xe độ đều không được chấp nhận, nhưng người sử dụng hoàn toàn có thể yên tâm với chiếc Road King này. Do là xe được độ bởi hãng nên đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và được đăng ký, đăng kiểm đúng quy định. Định nghĩa sự an toàn khi lái các dòng xe của Harley cũng rất khác biệt. Như Harley có một cái rất đặc biệt rằng là rất an toàn khi mà chiếc xe nó bị đổ. Tất cả các anh em chơi Harley đều nhận ra rằng là chiếc xe Harley bị đổ, một cái hình ảnh tưởng như rất là khủng khiếp, nhưng dựng lên nó lại vẫn chạy bình thường. Điểm thứ hai Harley rằng người ta lại quan tâm đến chuyện làm sao cho cái việc đó, đổ đó không xảy ra, mặc dù họ đã chế tạo một chiếc xe mà nếu có đổ nó cũng rất an toàn. Để đảm bảo an toàn, mọi thành viên trong hội chơi xe Harley đều được đào tạo theo đúng bài bản từ các chuyên gia của hãng xe Harley từ Mỹ, bao gồm kỹ thuật chạy xe cá nhân và chạy xe theo đoàn. Điểm đặc biệt nữa của chơi xe Harley là an toàn nằm ở tính cộng đồng, hay được các tay chơi xe Harley gọi là tính bầy đàn. Một đoàn chạy xe Harley có khi lên tới hàng trăm người. Vậy làm sao để cả đoàn đi an toàn, nhịp nhàng? Bí quyết nằm ở cách phát tín hiệu truyền thông tin từ người dẫn đoàn, người chốt đoàn và các thành viên dẫn dắt đoàn. Tuy nhiên, với địa hình đặc biệt như ở Việt Nam, đường nhỏ hẹp và nhiều ngã tư, tình trạng giao thông chen ngang vào khiến đoàn thường xuyên bị ngắt ra. Cái việc mà mỗi lần bị tách đoàn như thế lại lập tức lại có một cái đầu mới mọc ra và vẫn duy trì cái trật tự của cái đoàn bị cắt ra và để nối lại. Thì ở Việt Nam là phải có một cái hỗ trợ thêm, đó là cái liên lạc bằng bộ đàm và cái tính kết nối giữa cái người dẫn đoàn và người chốt đoàn, nó đòi hỏi là phải cao hơn liền, cao hơn nhiều và mạnh mẽ. Trong số 100 xe Harley, rất khó để tìm thấy hai chiếc giống nhau, bởi mỗi người lại thổi vào trong đó một cá tính riêng. Người chơi xe Harley không chỉ bụi bặm mà còn thanh lịch, mạnh mẽ. Và quan trọng nhất là sự đoàn kết rất lớn giữa các thành viên trong đoàn xe. Đó là cái thú riêng mà chỉ người chơi xe Harley mới thấm thía hết.